Chí Minh cũng đã giúp nâng cao đời sống của bóng đá không chỉ là trong cái cuộc đề cử và được đề cử tại. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Hiển. Biệt bởi ý nghĩa lớn từ những chiến thắng và hình ảnh đáng với những chiến thắng thuyết phục. Nhưng cả hai lần đều phải hoãn vì dịch bệnh. Thủ trong trận chung kết kịch tính, giải thưởng Fair Play đã trở nên giải truyền thống hàng năm của bóng. Các nhà báo thể thao, xin lỗi anh Phước đã đến. Con quay trở lại số điểm sau dịch Covid. Và cái điều này trong cái hoạt động rất là bền bỉ của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đồng nghĩa với hai trường hợp còn lại. Vượt qua 4 đề cử, Trương Thị Kiều đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng Fair Play năm 2019. Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã có một năm thi đấu đầy thành công, đặc biệt là giúp Việt Nam lần thứ 6 giành huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nữ. Bây giờ bắt chức trân trọng kính mời các đại biểu theo dõi livestream của chương trình thì 1, 2, 3 Mình nhìn lại thì lúc mà mình thi đấu thì quyết tâm, nhưng mà mình nhìn lại bản thân mình thi đấu thì mình cảm thấy giống như có một cái xúc động gì đấy. Giống như mình nhớ lại cái mà bị chấn thương rồi mà mình về phòng lúc đó thấy ám ảnh nhưng mà vẫn sợ. Nhưng mà thật ra vì cái mà cầu sắc áo của mình thì mình phải cố gắng và chiến đấu. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được vinh danh ngày hôm nay, giống như là cả bóng bạc và cái Fair Play này thì mình cảm thấy giống như mình được tiếp sức cái mà để cho mình cố gắng thêm về sau nữa. Em rất là cảm ơn đồng đội mình và thầy cô nữa. Tại SEA Games 30, Trương Thị Kiều gây xúc động với hình ảnh nén đau thi đấu trong trận chung kết với Thái Lan. Cô gái 25 tuổi đã vô cùng kiên cường, đứng vững đến giây phút cuối cùng, giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục để lên ngôi vô địch. Vừa qua, Trương Thị Kiều cũng đã giành được giải thưởng quả bóng bạc năm 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.